Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái bài tập cho phần cơ ngực. Phụ nữ thì thường rất là lười tập ngực, thế nên là cơ ngực của chúng mình rất là yếu. Điển hình chính là mình. Mình là một người rất là yếu phần thân trên, bao gồm ngực này, bắp tay trước, bắp tay sau. Mà càng yếu thì mình càng lười tập vào cái đó. Nói chung là mình cứ yếu cái gì thì mình sẽ ngại tập cái đấy. Với cả chúng mình sẽ sợ tập phần thân trên, vì tập phần thân trên nó sẽ trông làm cho mình bị đô và to ra ấy. Các bạn hãy nhớ rằng là những cái bài tập ngực là những cái bài tập không thể thiếu. Vì các bạn biết không, các bạn có thể làm ngực để có một cái bầu ngực phía dưới này nó to, nhưng mà các bạn mà muốn trông phần ngực nó nâng lên, nó nở nang ấy, thì các bạn sẽ bắt buộc phải tập cơ ngực. Tập cơ ngực thì nó sẽ làm dày cái phần này này. Đây, phần này nó nâng lên thì tập người nhìn người nó mới kiểu nó được lift up, được nâng lên, trông nó nở ra. Mọi người đã gặp những người mà cái phần này này nó rất là gầy, nó nhô ra toàn xương, xương sườn, xương lồng ngực ấy, nó lồi lên ở dưới thì chảy cái bầu ngực ra. Cũng như thế là trông nó sẽ rất là già, trông nó không có sức sống, đúng không? Nên là muốn mà không có bị xương sẩu ở đây này, muốn mà cơ ngực nó dày dặn ở phía trên này, thì mình phải tập ngực. Thì chúng mình sẽ tập ngực chủ yếu là để cho cái phần ngực này nó được nâng lên. Ra ấy, khi mà đi ngoài đường các bạn có thể nhìn bất cứ ai mà tập ngực mà là con gái nhá, nhìn một phát là sẽ nhận ra ngay. Bởi vì là cái phần này, ngực trên này của họ nó sẽ phồng lên. Và bao giờ cái phần ngực nó cũng sẽ mở ra. Khi mà mình tập ngực nhiều, cái phần cơ lưng này nó cũng sẽ rút ngắn lại. Tự nhiên là nó làm cho cái người mình nó đang ở cái tư thế này này, tự nhiên nó sẽ thành như thế này, chứ không phải mình cố tình luyện đâu nhá. Thế nên đối với mình thì thời gian tập ngực nó rất là quan trọng, mà mặc dù là mình cũng rất là lười tập ngực như mọi người thôi, nhưng mà một tuần bao giờ mình cũng phải có ít nhất là một ngày mình tập cho cơ ngực có siêu đau. Sáng nay thì mình đến để training cho các bạn trainee ở Inspire Academy ở dưới này này. Xong rồi mình muộn mất 10 phút gì đấy, thế là mình đã phải chống đẩy 70-80 cái rồi, giờ test hết cả ngách rồi. Nhưng mà giờ sau ra mình sẽ tiếp tục quay review mình về cho mọi người. Thì bài tập ngày hôm nay sẽ có 30 giây tập và 10 giây nghỉ. Chủ yếu mình xét thời gian ngắn là 30 giây thôi, tại vì cơ ngực của mình nghĩ là đa số mọi người cũng giống như mình, mới là chúng mình không có khỏe lắm, nên là mình tập thời gian ngắn thôi, sau đó mình nghỉ, sau mình tập lại thì nó sẽ dễ dàng hơn so với việc chịu đựng cơ trong một thời gian dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Tập ngực thì đương nhiên là ngày hôm nay mình không có tạ ở đây nên mình sẽ sử dụng cái loa này không là cái tạ nha. Nào, đầu tiên các bạn mở hai tay ra như này giúp mình. Các bạn căng cái phần lồng ngực, mở cơ ngực ra, hạ vai xuống, stretch, căng cơ ngực. Quên, mình phải bật đồng hồ. Trời ơi, tối hôm qua mình vừa chống đẩy test max xong, sáng hôm nay mình lại bị phạt chống đẩy. Bây giờ mình tập tiếp, mình cảm giác là cái vai và cái lưng của mình, cái ngực của mình nó cứng đơ ấy. Rồi, nghỉ 10 giây. Rồi, chúng mình sẽ vào động tác walking plank, chúng mình sẽ bò về phía trước. Mọi người giữ ở đây giúp mình. Giữ ở đây, siết cơ bụng lại, thẳng lưng mở ngực. Sau đó lại bò về phía đằng sau, dồn thận tâm vào gót chân, tư thế squat. Mình lặp lại. Thở ra, để dồn lên trên. Hít vào, thẳng lưng. Rồi, mình phải tập như thế để mình tập ổn định phần vai. Tập ổn định vai tốt rồi thì mới chống đẩy tốt được. Nào, mọi người xoay vai xuống phía dưới của mình, sau đó nâng tay lên. Đó, mình làm lại nhé. Xoay vai về phía đằng sau, nhấn vai xuống rồi nâng tay lên. Thì khi mà mình khóa khớp vai lại, tay của mình không thể nâng lên trên vai được, cũng không thể nâng bằng vai được, nó chỉ thấp hơn vai thôi. Làm lại, xoay vai, nâng tay lên, khóa khớp vai, nhớ cảm giác khóa khớp vai. Làm lại, xoay vai, nâng tay lên, siết cơ bụng và giữ người tạo thành đường thẳng. Xoay vai, nâng tay, khóa khớp vai, xoay vai, nâng tay. Ok, nghỉ 10 giây. Ở động tác tiếp theo, mình sẽ xoay vai này, nâng tay, giữ nguyên cái trạng thái này, mình đặt tay xuống dưới đất. Đó, rồi nâng chân lên tư thế plank, up, hold, giữ nguyên 30 giây. Hai chân mở rộng bằng hông, gót chân hướng lên trời, khóa khớp vai lại.
mũi vượt qua đầu ngón tay, dốn đẩy mạnh lên trên, siết chặt cơ bụng vào, hít và thở ra bằng miệng. 10 giây nữa, hít và thở ra bằng miệng, hít và thở ra bằng miệng. Rồi, ngồi phía đằng sau mình giãn cái phần ngực ra một chút này. Tiếp tục nhá. Nào, hai tay đặt ở trên mép thảm, tay chống thẳng dưới vai, tay thẳng dưới vai chứ không phải chéo lên, chéo lên không được, lùi tay xuống. Sau đó các bạn hạ mũi chạm thảm, hạ mũi chạm thảm. Chúng ta hãy tập lão cơ ngực rất là nhiều luôn, không có khinh thường ngực nha. Mình nghĩ là nó là do mình vừa phải chống đẩy gần 100 cái nên giờ mình mới thấy cái động tác này không hình thường được đó các bạn. Rồi tiếp theo nhá, vẫn là tác như thế nhưng mà tay sẽ mở ra ngoài thẳng và ngón tay hướng ra bên ngoài, ngón tay hướng ra bên ngoài đó, xong mình chống đẩy xuống này đó, kiểu tay sẽ hướng theo chiều ngón tay nhá, tay mở rộng ra ngoài mép thảm này. Mọi người thấy nó vào cơ ngực không? Làm lại nha, xuống này, chạm mũi xuống dưới thẳng, nhưng mà mũi phải vượt qua, vượt về phía trước, vượt qua đầu ngón tay, xuống hít, lên thở. Cái này gọi là wide push up, push up tay rộng. Thì bất cứ động tác nào mà tay rộng nó sẽ đều vào nách hơn rất nhiều. Tiếp tục, mình thực hiện lại. Lần này vào thực hiện push up nhưng mà mình sẽ hạ đầu gối xuống, hạ mông xuống nhé. Ban nãy là gối chống thẳng dưới chân này, bây giờ mình lấy gối để chân sau chống xuống, lên xuống hít, lên thở, lặp lại, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít. 3 giây nữa. Rồi, rất là tốt. Nào, bây giờ chúng mình sẽ vào wide push up hai chân. Hai tay mở rộng ra ngoài mép thảm, ngón tay hướng ra ngoài, lùi chân về phía đằng sau này. Mình chống xuống, hít, thở. Động tác này vào cả lưng cả ngực nhé. Hít, thở. Tay các bạn càng mở rộng ra thì nó sẽ càng vào ngực. Lặp lại, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở. Một lần nữa. Ôi, muốn cháy cái ngực luôn. Rồi, quay trở lại, thu tay hẹp lại, vào lại từ cái push up. Lần này mình sẽ xuống chậm, super slow, siêu chậm, siêu chậm, siêu chậm. Kiểu tay hướng về phía góc nhà, lên thật chậm, làm chậm hơn nữa nha. Chậm này, chậm này, chậm, xuống giữ ở dưới, đẩy lên, thật chậm. Ok, xuống hít vào, giữ ở dưới, đẩy lên thật chậm. Giữa nào, xuống hít, thở ra, đóng xương sườn và đẩy xuống ra sau. Ok, vẫn là như vậy. Wide push up, hai tay mở rộng, super slow, chống chậm, ngón tay hướng chéo về phía góc nhà, xuống lại. Tiếp tục, xuống, hít thật chậm, cố gắng khóa khớp vai lại. Rồi, tiếp theo sẽ là push up halfway. Và ta push up này, halfway nè, halfway này, xuống này, một nửa đường, sau rồi lên, xuống, một nửa đường, tiếp tục. Xuống một nửa đường, rồi lên, xuống một nửa đường. Cosas
người ạ, mình chia sẻ cảm xúc thật sự lúc này. Rồi mình sẽ không làm tư thế wall push up nữa, sẽ quay trở lại push up nha. Lần này chúng mình sẽ xuống giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó mình nhảy lên. Lặp lại nào. Xuống giữ 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp. 5, 4, 3, 2, 1. Cuối cùng là hậu, xuống và giữ. Hậu, 30 giây. Mình nhớ ở mấy bài push up trước cũng thế luôn, mình cũng cứ động tác hông là không làm nổi. Rồi, bây giờ mọi người chỉ được cái tạ. Tạ của mọi người đâu? Đây là cái loa Harman Kardon. Cái này chắc khoảng tầm 2 cân nhỉ. Mọi người đặt cái quả tạ lên trên tay của mình, mọi người có thể dùng bất cứ một cái gì nó nặng khoảng 2-3 cân ấy. Đưa nó thẳng lên trên đầu này. Sau đó đưa nó về chạm đất về phía trên đỉnh đầu. Đó là lại khỉu tay phải trùng nhẹ và các bạn phải ngửa cái lòng bàn tay lên trên nhá. Khỉu tay trùng và hướng lên trần nhà. Đó, ép khỉu tay vào nhau chứ đừng có tè khỉu tay ra ngoài. Động tác này khá là vào ngực luôn. Mọi người có thể sử dụng một chồng sách, vài quyển sách, mình nghĩ là cũng được 2-3 cân rồi đấy. Mình tập cái này là mình thấy nó rất là vào này. Ngửa lòng bàn tay lên này, khỉu tay hướng vào nhau này. Kiểu tay trùng nhẹ nhá, không được duỗi thẳng tay. Duỗi thẳng tay là cái vai nó sẽ bị nhô lên. Mình phải nhấn phần vai xuống. Vai để xa khỏi tai. Đó, mình giữ lại ở đây. Xong mình dùng cái cơ ngực mình kéo, ép cái nách lại. Thì cái tay nó sẽ nâng lên. Tóm lại là mình không dùng vai. Mọi người phải tập mà không dùng vai. Vai mình khóa khớp vai lại giống như mình hướng dẫn lúc đầu nhá. Xong rồi mình ép nách vào. Ép cái nách vào, kéo cái khỉu tay về phía cái nách của mình. Thì là nó sẽ tập vào ngực. Vẫn là động tác đấy, nhưng bây giờ mình sẽ xuống chậm lên nhanh nhé. Xuống chậm lên nhanh. Nào, nâng tay lên. Đấy, xuống chậm này. Đó, lên nhanh. Hết nách lại. Xuống chậm. Lên nhanh. Xuống chậm. Lên nhanh. Xuống chậm. Lên nhanh. Tiếp tục nhá. Xuống chậm. Lên nhanh. Xuống chậm. Lên nhanh. Rồi. Tiếp theo này. Xuống nhanh. Lên chậm. Xuống nhanh thì rất là đau nách, nhưng mà phải nhớ nhấn khớp vai xuống để cho nó không bị sai kỹ thuật nhá. Nào, nhấn khớp vai. Mọi người thấy không? Khi mà mình hạ tay xuống, các bạn phải làm thế nào để cả cái lửa của mình nó không bị kéo theo cái tay. Đặc biệt là cái phần trunk, cái phần lồng ngực của mình ấy. Này, cái phần thắt lưng với cả lồng ngực này. Nhấn mạnh xuống dưới thảm sau khi mình hạ tay xuống. Thì cảm giác cái cơ bụng của mình nó gồng chặt lên để mình nhấn cái phần thắt lưng. Chìm cái phần thắt lưng xuống, ghì cái phần thắt lưng xuống. Thì tay của mình cầm quả tạ mà rơi ngay, nhưng mà người của mình nó vẫn ổn định, nó vẫn được ghì mạnh xuống dưới. Tất cả là nhờ cái phần cơ bụng của mình là phải chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ làm siêu chậm nhá. Đưa lên nào. Siêu chậm nào. Siêu chậm. Siêu chậm, siêu chậm. Rồi giữ lại. Bắt đầu này, nhấn phần cơ bụng chặt xuống. Sau đó nhấn vai xuống, vai đẩy ra xa tai. Khép nách vào, khép nách vào. Kiểu tay chồm nhẹ. Kiểu tay hướng vào nhau. Ngửa lòng bàn tay lên. Cảm nhận cơ ngực của mình nó căng ra này. Đặc biệt là lúc mà các bạn lên ấy, cái chiều lên của động tác các bạn khép nách vào ấy, là nó vào nhiều nhất. Rồi, ok. Thêm một lần nữa chúng mình sẽ làm nhịp nhanh, xuống nhanh lên nhanh nhá. Đưa tay lên nào. Bắt đầu. Xuống nhanh, lên nhanh. Xuống nhanh, lên nhanh. Đừng để nó tập vào vai nhé. Nó sẽ vào ngực khi mà lúc xuống các bạn hạ vai xuống kéo giãn ngực ra. Xong rồi lúc lên thì các bạn
khép lách lại, có nghĩa là các bạn đang dùng cơ ngực để kéo cái tay và cái tạ về, khép lại, thở ra, xuống hít vào, lên thở ra, xuống hít vào, lên thở ra. Ok, giỏi quá. Tiếp tục, mọi người hãy cầm cái quả tạ của mọi người lên. Mình không biết là tạ của mọi người có cầm được không, nhưng mà mọi người đây, mọi người có thể đặt quyển sách lên trên vai như này nhá, tay còn lại đặt xuôi theo người này, hạ khỉu tay xuống ngang bằng với cả lồng ngực, khỉu tay tạo thành một góc 90 độ. Các bạn ngửa lòng bàn tay lên để đặt cái quyển sách lên, hoặc là đặt cái tạ của bạn lên tay. Nếu mà các bạn cầm quả tạ bình thường thì các bạn nắm chặt nó lại sao cho cổ tay thẳng đó, các bạn đẩy thẳng lên trần nhà. Đây, làm lại nhá, xuống này, đẩy thẳng lên trần nhà này, xuống hít này, đẩy thẳng lên trần nhà này, đó, xuống hít này, đẩy thẳng lên trần nhà. Rồi, nghỉ 10 giây mình chỉnh lại kỹ thuật này. Cái phần quan trọng nhất của động tác này ấy là khỉu tay ấy, nó phải ngang bằng với cả đường chân ngực. Vì nếu các bạn nâng khỉu tay lên ngang vai ấy là nó sẽ bị dùng vai. Các bạn phải nhấn phần vai xuống, khóa khớp vai lại nhá. Nào, làm lại nhá. Lại nhá. Xuống này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này, rất là vào cơ ngực luôn. Động tác này mà các bạn cầm quả tạ nó càng nặng ấy, kiểu khoảng 4-5 cân, thì các bạn sẽ càng thấy là mình phải dùng cơ bụng nhiều hơn để tập. Nói chung là tạ càng nặng thì mình càng tốn nhiều sức, vì mình phải gồng siết cơ bụng để giữ cho người nó chặt. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi tay. Đổi tay nhá. Nào, tay này xuôi theo người, hạ tạ, mở ngực ra, khóa khớp vai lại, khỉu tay sẽ ngang bằng với lưng chân ngực. Khi lên mình ép nách vào, dùng cơ ngực ấy, cơ ngực nó chính là phần nách ấy, mình ép cái nách vào để mình đẩy lên. Khỉu tay hơi nó hơi hướng vào trong khi mình đẩy lên. Đó, các bạn dùng cái tay còn lại sờ vào cái phần nách của mình. Các bạn cảm nhận đi, khi xuống này cái cơ này nó căng ra này, khi lên này các bạn cảm thấy cái cơ nó gồng lên rồi nó rút ngắn lại. Nói chung mình nên sờ cơ để mình cảm nhận cái hoạt động của nó, thì mình sẽ biết là làm thế nào để nó hoạt động được hiệu quả hơn đấy. Lại nhá. Nào, sờ vào cơ ngực của mình này, cơ mở ra này, lên thở ra, gồng cơ khép lại đó. Thực ra cơ ngực nó nằm ở phía trên này, khi các bạn khép tay lại các bạn sẽ thấy nó phồng lên. Làm lại này, lúc các bạn hạ xuống thì nó căng ra, nó hạ xuống này, khi các bạn đẩy lên này nó phồng lên đó, nó ở phía trên cái phần nách một chút, nhưng mà nó cũng kiểu sờ vào nách mình sẽ cảm nhận được nhiều luôn. Rồi, okay. Chưa có hết đâu các bạn, quay trở lại phần chống đẩy nhá. Hai tay chúng ta mở rộng này. Bây giờ mình sẽ đưa một tay chéo lên phía trên, còn một tay thì vẫn ngang với ngực, không chống đẩy xuống. Lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít. Ok, tiếp theo mình sẽ đổi tay. Động tác này thì nó sẽ làm cho mình dồn trọng tâm sang một bên ngực, nên là nó sẽ đau nhiều hơn ở một bên. Theo mình cảm nhận là nó sẽ đau nhiều hơn ở cái phần tay thấp. Tiếp tục, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, khỉu tay hướng về góc nhà và lồng ngực chạm gần sát xuống với thảm. Rồi, ok, bây giờ khó hơn nhá, mình sẽ lấy lại cái chồng sách này. Rồi, tiếp theo mình sẽ đặt tay lên trên cái chồng sách đấy, hai tay sẽ đặt ngang bằng nhau nhá, hai tay đặt ngang bằng nhau, nhưng mà một tay thì đặt lên cao hơn. Đầu xuống thì lần này mọi người sẽ thấy là nó dồn trọng tâm nhiều nhất vào cái phần cơ ngực của tay thấp, đúng không? Xuống hít, lên thở, xuống hít. Đổi bên,
một cái nữa là rồi cái này của mình nó đang xoay xoay ấy. Có hỏng không? Hết rồi đấy các bạn ơi, động tác cuối cùng, cuối cùng mình sẽ rơi xuống, rơi tay xuống như này, rơi xuống này, rơi tay này, thu tay vào trong, mở hai tay rộng ra rơi xuống, thu tay vào trong, mở hai tay rộng ra rơi rồi xuống. Sắp hết rồi, đúng không? 5 giây nữa. Đan. Kéo giãn cơ ngực lên nào. Hãy tận dụng lại cái chồng sách ma nãy của các bạn, hoặc là cái cục tạ các bạn. Đó. Bạn đặt một tay lên trên. Rồi các bạn xoay mặt theo hướng ngược lại. Hai vai phải không chạm đất nha. Xoay người nhìn theo hướng ngược lại. Đây mình xoay ngang cho mọi người nhìn rõ nhá. Sợ mọi người nhìn không rõ. Một tay đặt lên trên cái phần cao hơn này. Tay còn lại chống xuống dưới đất này. Các bạn cúi người về phía trước nhá. Duỗi thẳng hai tay ra, kéo căng cái tay này ra. Đó, sau đó từ đây mình xoay người nhìn theo hướng ngược lại. Ấn cái tay này xuống để vươn người lên cao. Nhưng mà vai này phải không chạm đất. Nghĩa là phần này mình kéo thẳng ra. Các bạn không được chọc cái phần xương vai ra ngoài như này, nó sẽ làm các bạn bị chấn thương, hạ khớp vai rồi, khóa khớp vai nhớ không? Kể cả lúc stress, lúc giãn cũng phải khóa khớp vai. Và mình kéo cái người mình về cái hướng bên phải này để cho cái tay này nó bám lại vào cái tạ, thì cái phần này của mình nó sẽ căng ra. Đó, cái cảm nhận như vậy rất là dễ chịu. Rồi, đổi bên. Nào, đầu tiên bám tay vào tạ trước ạ. Kéo căng người ra này. Xoay khớp vai xuống. Được chưa? Khóa khớp vai. Kéo căng người. Cuối cùng thời gian ngại bài hôm nay không mệt lắm, cũng không bị toát mồ hôi, nhưng mà cái điều quan trọng là nó rất vào ngực, mình thấy nó đau té cả cái phần ngực luôn. Bây giờ các bạn ôm vòng tay qua người, các bạn thấy cái chỗ này của mình nó cứng lại, thì các bạn hãy cố gắng là tập đều đặn, đừng bỏ qua cái gì mà mình kém, vì chính cái việc luyện tập và những cái điểm yếu của mình nó sẽ làm cho mình tiến bộ và giỏi hơn mỗi ngày, đúng không? Mình đi biết điểm mạnh của mình rồi, mình trau dồi cái điểm mạnh của mình, nhưng mà những cái điểm yếu của mình là mình cũng phải luyện tập nó, mình không có bảo thủ. Hít vào, thở ra, đơn giản rồi được chưa? Thank you, cảm ơn mọi người đã tập cụ luyện cùng với Na. Sắp tới thì bởi vì đã giảm nội dung xuống còn 2 video tập một tuần trên kênh YouTube ấy, nên là Na cũng muốn là sẽ làm thêm những cái nội dung khác, thì mọi người có thể giúp Na góp ý về những cái nội dung mà mọi người muốn Na chia sẻ hay không? Ok. Hẹn lại mọi người trong video tiếp theo cuối tuần, chúng mình sẽ giãn cơ. Bye bye.